bốn màu chuyện ma tưởng đùa hóa ra có thật. Chẳng còn gì thú vị bằng việc tụ tập quanh một cây nến trong đêm, nghe kể những mẩu chuyện ma vô thường vô phạt nhưng dựng tóc gáy. Lớn lên một chút, ta sẽ hiểu rằng chuyện ma là những mẩu chuyện không có thật. Thế nhưng thực ra thì chưa chắc đâu, vì có những câu chuyện dựa trên tình huống đã từng xảy ra trong quá khứ, và liệu khi biết được sự thật này bạn có xoắn quẩy hơn không? Dưới đây chính là những câu chuyện như vậy. Đầu tiên là câu chuyện xác chết dưới gầm giường. Đây là một câu chuyện ma khá phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới. Nguồn gốc của câu chuyện như sau: có một cặp vợ chồng nọ quyết định vào dừng chân tại một khách sạn. Khi bước vào phòng của mình, họ ngửi thấy mùi hôi cực kỳ khó chịu nên gọi nhân viên khách sạn đến kiểm tra. Nhân viên có cảm giác cái mùi nồng nặc ấy phát ra từ chính chiếc giường trong căn phòng. Anh từ từ nâng tấm nệm của chiếc giường lên và đúng rồi đấy, có một xác chết đang nằm ngay ngắn dưới gầm giường. Phổ biến là như vậy nhưng ít người biết rằng đây là một câu chuyện có thật tại khách sạn Cecil ở Los Angeles, nước Mỹ. Mà không chỉ ở Cecil, rất nhiều khách sạn tại Mỹ cũng thường xuyên là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của nhiều nạn nhân xấu số. Số lần các cô gái làng chơi bị chính những gã khách của mình hạ gục và nhồi luôn xác dưới nệm không phải là chuyện hiếm. Điều kỳ lạ là trong hầu hết các trường hợp, khách ngủ tại khách sạn lại có một đêm thật ngon giấc trên những chiếc giường này mà không hề nhận ra có cái gì đó đang thối rữa ngay phía dưới mình. Vào năm 1999, một cặp vợ chồng đã ngủ cả đêm trên chiếc giường của một nhà nghỉ ở thành phố Atlantic cho tới khi họ phát hiện ra xác chết ở ngay phía dưới nệm vì mùi hôi quá khó chịu. Đến năm 2003, một người đàn ông đã ngủ tận 3 đêm trong khách sạn tại thành phố Kansas và chỉ khi anh ta rời đi, nhân viên dọn phòng mới tìm thấy một xác chết đang phân hủy dưới tấm nệm của vị khách này. Thứ hai là xác ướp trong nhà ma. Bạn đã từng đi vào nhà ma chưa? Trong đó có đủ thể loại hầm bà lằng ma quái, xương người, ma cà rồng, ma chơi, các thứ và cả xác ướp nữa. Có điều nếu như xác ướp đấy là hàng xịn thì sao? Xịn tức là không phải là làm từ giấy và hồ mà là từ xương người thật đấy. Thử tưởng tượng xem một cái xác được giấu bên trong nhà ma và trở thành trò tiêu khiển cho tất cả mọi người. Rồi đến khi biết được sự thật thì ôi thôi đừng có nghĩ nữa. Ê, vậy mà đó là một câu chuyện có thật. Vào năm 1976, đoàn phim The Six Million Dollar Man đã dựng một căn nhà ma tại công viên giải trí Nupai ở California. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, họ vô tình phát hiện xương người thật bên trong một cái hòm đạo cụ của chính họ. Xác người bên trong đạo cụ là tên cướp Elmer McCurdy, người đã chết trong một cuộc đọ súng năm 1911 và được ướp xác bởi nhà tang lễ địa phương. Người ướp xác hắn ta có vẻ đã rất hài lòng với tuyệt tác này nên đã đem nó ra trưng bày và tất nhiên là có thu tiền. Sau nhiều năm kiếm được kha khá từ cái xác, một số người đã giả làm anh em của McCurdy đến và đòi lại xác. Họ là những người chuyên tổ chức các lễ hội trên khắp nước Mỹ và kể từ đó xác ướp này rong ruổi khắp nước Mỹ và cuối cùng đã dừng chân tại California. Thứ ba là màn biểu diễn thất bại ngày Halloween. Có một câu chuyện như sau: thanh niên trình diễn ảo thuật trong đêm Halloween bằng cách giả vờ treo cổ. Ai ngờ vì một lý do nào đó sợi dây siết chặt cổ anh ta và khiến anh ta chết tại chỗ. Trông anh ta giống như vừa tự kết liễu đời mình vậy. Kể cũng kỳ lạ vì hiếm người ngáo đến mức đó, nhưng thực ra rất nhiều người đã diễn đi diễn lại trò giả vờ treo cổ này và đã vô tình tự kết liễu đời mình. Trong số đó hầu hết là những thanh niên nam giới. Vào năm 2001, một cậu bé 14 tuổi ở Michigan trong lúc chán đã thử chui đầu vào một sợi dây treo bộ xương người trên một cái cây để hù dọa người qua lại. Và thật không may là cậu bé không đủ nặng để kéo sợi dây xuống đất và bị cành cây kéo lên siết chặt cổ. Tương tự vào năm 2013, một thanh niên yêu thích lễ hội Halloween ở Kentucky với ý định hù dọa em gái của mình đã tự biểu diễn một màn treo cổ trước sân nhà và kết cục là cậu đã ra đi trong bệnh viện vì một phút nghịch dại. Trong nhiều trường hợp để chuẩn bị cho show diễn, một giá treo cổ thật sẽ được dựng lên, nạn nhân được giữ bằng một dây nối để đề phòng bị treo cổ thật. Tuy nhiên, việc sử dụng một sợi dây thật nối với thòng lọng thật và quấn quanh cổ của bạn luôn tiềm ẩn khả năng siết bạn đến chết bất cứ lúc nào. Và cuối cùng, những cái xác bị chôn sống. Có một câu chuyện thỉnh thoảng chúng ta vẫn được nghe, đó là việc khai quật những ngôi mộ. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như người ta không tìm thấy những vết cào cấu trên thành của nắp quan tài. Và bạn hiểu điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là người bên trong đã bị chôn sống. Và lại một lần nữa, đây là những câu chuyện có thật. Vào cuối thế kỷ 19, một thương nhân người Anh tên là William Tepp đã thu thập được thông tin của 219 trường hợp suýt bị chôn sống và cùng 149 trường hợp đen bị chôn sống thật. Sở dĩ lại có nhiều người bị chôn sống đến thế là vì lúc bấy giờ khoa học và công nghệ chưa phát triển. Nếu người ta lay bạn hoài mà bạn vẫn không tỉnh thì coi như bạn sẽ được đem đi chôn dù bạn vẫn chưa chết. Thời đó, mối lo bị chôn sống đã dấy lên phong trào mua quan tài bảo đảm của người giàu. Nếu lỡ họ có bị chôn sống, họ chỉ cần rung chuông hay gương cờ để thông báo cho những người bên ngoài là mình vẫn chưa chết. Tuy nhiên thời nay, quan tài bảo đảm không còn thịnh hành nữa.